thái tử à? Sao nè? Ta đi duy lắm trở về đừng hận quá xa. Khanh chưa nói trời cũng cắt mây đâu dạo cảnh xem qua rồi ta mau kiếp quay à, về nhưng ta chưa muốn về đợi trong cha đi có mưa cũng thanh quân xem qua trở lại kiếp chiều mà mới thử đông cùng hãy nghe lời các quan thần tàng đọc tên đi quán thơ cứ bảo ta về hoài à chúng ta nào hướng về chốn vàng cung nếu thái tử mà thầy nào làm ra nói đất đoàn để được hai thanh nè chỉ mới ba ngày ta dạo chơi miền sông núi la cảnh đẹp của núi rừng ta khiến hồn ta thượng lộ chậm chậm quá nó muốn tính mạng đặt con phải nạp tiền phải lộ thái tử các ngươi là ai lại chặn đường đón ngõ muốn biết à không đưa thì rất khổ không đưa ác lộ đâu ở nơi này tài dân gom thâu ta tự xưng là ăn cướp trời ơi ông sói ơi gặp ăn cướp rồi chết ta rồi bây giờ ta phải làm sao bây giờ kẻ hạ thần nói không sai đã gặp bổn cường sang để đứa quan ông là bảo vệ thái tử nghe chưa được nay bổn cường sang chúng ta có ta chúng bay cơ dương thổ bất tân dân mạng thọ thiên sinh bất thọ thiên quay đây là thái tử đông cung khôn hồn thì hãy đánh ra còn ngăn cản em thành cam tuyệt mạng thôi 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 vì hãy đánh đi từng nhiều lời lý sự qua mỗi nơi đây bạc vàng màu tống đạt cho ta bạc vàng ta nào mang theo lũ cường sang chúng bay đàn tập to gan lớn mật dám chặn đường đông cung e rồi mạng sẽ chậm chân mi chớ có nhiều lời lớn nói nơi đây nghe ta bảo cho bạc ra vàng đó màu khá dịu sang các ngươi quá to gan dám xem thường nhọc lòng ta sẽ chẳng đưa tha cho phường thảo không sơn lâm vì là ai thì bắt nếu muốn qua khỏi con đường này bạc vàng mau cá được sao bằng nhược nãy là ông không chung vị dạ đúng dạ bảo vệ không đúng được rồi phường sao bỏ thái tử bảo trọng hãy cùng ta làm sao bây giờ phen này chắc ta sẽ chết chắc à bạc vàng không đưa sao chơi cho ta độc ác chạy đi cô
Hey. Chạy mau đi, nhanh lên. Lại vừa có tài, có phải nàng mới cứu ta thoát chết có phải gì không? Dạ thưa phải, tại vì tôi thấy người ta hung hăng quá và dùng đau thương chận người giết người mà chẳng hay ông là ai vậy? À, dạ chẳng giấu gì ân nhân, tôi là thái tử Tông Ngọc Long. Thái dạ. Tử Tông Ngọc Long? Thưa phải. Dạ tôi không biết nên sơ thất, xin thái tử thương tình mà bỏ qua. Bất kỳ bất tội, xin cô nương hãy đứng lên. Xin đa tạ. Cô nương ơi, ơn cứu tử tôi xin ngậm dặm kết con. Xin nàng hãy nghe tôi phân cả
Sau đó ta sẽ ngỏ lời cùng với vua cha ban phẩm chức tước cho nàng để đền ơn cứu mạng. Các thanh thấy có được hay không nè? Bẩm thái tử, bây giờ đã có người ra tay giải cứu thì thể vua. Dạ. Yeah. Ông có trách nhiệm là hộ giá đồng cung. Còn thể hạ thần sẽ đưa nàng con gái này về tận cứu chào cha để cho thánh hoàng ban thưởng. Hay lắm. Vậy thì chúng ta còn cần chờ gì nữa? Dạ, dạ xin mời thái tử hồi cung. Phù dung hãy theo ta. Xin vâng lời. Dạ. Ta thấy cháu còn nhỏ tuổi lại có tài giải cứu đông cung. Nếu như con của lão mà còn chắc có lẽ cũng đợi cháu cho nhà bác hỏi. Dạ. Quê quán nơi nào ta thọ, cha mẹ cháu tên gì, còn cháu tên gì, đã phần qua cho bác đây được biết. Dạ thưa bác, ngày xưa chúng con là con của tư quan danh hồ bằng ơn công thức lỡ đã bao năm trời cũng vui lạc ngoài nhờ thầy thương con.
thuyền trưởng có còn sao hả cha? Tôi còn người anh, đó là Bạch Văn Thanh. Bạch Văn Thanh? Mời nhà cũng không? Cảm ơn ông là cung con đi mất. Cho nên mẹ con nhớ thương mà đã lý lầm. Nói chồng cậu có mất, do cha con hỏi cổ người nhân. Thôi được rồi con à. Dạ. Cha sẽ đưa con về trong tư nhiên thắp hương cho mẹ con. Đó là con chi hiu. Trời ơi, con xin cha anh lòng vững dạ. Kể từ nay có con trẻ sớm hơn cận kề, hầu luôn phụng dưỡng cha già để đáp đền ơn hiếu tử. Con hãy mau theo cha trở lại trường ca khỏi kỳ thánh thường. Xin tuân lệnh. Làm gì sao sẵn
này. Ngài không tiến cử cho các em ngài xuất trận lập công đầu, mà lại tiến cử lão thiện chứ hả? Tôi tiến cử đây cho ngài để ngài lập đầu công. Em út của tôi là cái đám vô dụng, chỉ biết hò tá thanh quân. Tôi ở cạnh mình rồng để có lo cho ngài. Ngài ra chiến trận tự án cũng chẳng để lập đầu công vậy mà. Nói là nói vậy đó thôi, ông cũng biết tôi mà. Ra hò chúa từ thanh y, ngài chứ ư bạch hoang. Thường dạy không đi, nẻo tà học ghe mắt. Anh hùng tử khí hùng bất tử, dạng cổ lưu danh tiết mạch thiền. Nếu thanh hoàng không sai thì thôi, thanh hoàng sai lão cầm binh. Lão nói thiệt, lãnh binh mã sao từ thiên tặc. Hay lắm. Được. Giữa chốn triều đình, trẫm hạ lệnh binh 5,000 cấp lấy cho khanh. Ra biên ải cư án toàn giặc. Thân thừa tất chỉ, vô sự yên chào. Vô sự bãi triều. Thánh hoàng giảng giảng tuế. Phú hoàng giảng giảng tuế. Vừa rồi chúng cầu ca cho lãnh mạng của hoàng ân tới binh trừ thiên tặc, nhưng mà một lát nữa có người tới dinh ta. Con biết ai không? Cha nói con nghe. Dạ. Con ra tay giải cứu tử hoàng. Cha thấy ông tử hoàng này có tình ý với con lắm. Có tình ý với con. Khi nãy bãi chầu ông theo cha, ông nói nguyên soái, con muốn tiễn nguyên soái một con dặn đường đường giặc. Cha biết rồi, tiễn cái gì? Chẳng lẽ ông mượn cớ để ông qua gặp con đó? Thiệt vậy hả cha? Ừ. Cha ơi, con phải làm sao hả cha? Trời ơi, thì mình bổn phận là tôi, nghe không? Dạ. Ông là con vua, sao lại ông làm vua? Mình là tôi thì ông dạy sao mình nghe vậy? Dạ, nghe. Ông dạy sao nghe vậy hả cha? Bây giờ con vào trong sửa soạn đi, để cha mời ông vào. Con sửa soạn hả cha? Dạ, con xin phép cha. À, con vào trong. Dạ, xin mời thái tử. Dạ, con nói thái tử nghe. Sao? Cái con nhỏ mà nó cứu thái tử đó. Phải. Nó không ai xa lạ, là con gái của thần. Là con gái của khanh à? Dạ. À, cha. Sao thái tử kêu tôi cha? Tại vì tại vì thế sao? Trời quá nên cha trả lực quá đó mà. À, cha trả lực. À, dạ phải. Cha trả là lực. À, dạ. Thái tử ơi, đều nói vậy với lão từng tuổi này lão cũng biết rồi. Sao vậy ạ? À, sẵn việc này, lão sẽ đi kiểm điểm binh tình. Vậy à? Trận. Và bây giờ ở đây, lão sẽ kêu con gái của lão ra tiếp thiện với thái tử. Vậy thì hay quá. Được, khanh bảo sao thì ta nghe vậy. Dạ. Kính lão đắc thọ mà. Thái tử, cảm ơn thái tử. Thái tử đứng đây chờ chút nha. Được rồi. Con à. Ra chà một. Nè con. Dạ. Dạ gọi con. Nay rồng tới nhà tôm nha con. Dạ. Con vua tới nhà mình. Dạ. Bây giờ là cha còn phải lo kiểm điểm binh tình sức trận. Con á, ở đây tiếp thái tử nhìn cha. Dạ, dạ thưa cha. Dạ. Có gì cha dạy con nghe cha. Trời ơi, có gì đâu mà sợ. Ổng là con vua, thấy không? Ổng biểu sao mình nghe vậy. Dạ. Nghe không? Con nghe. Có cãi không? Ổng là mang tội khi quân, nghe con. Dạ. Dạ, xin phép thái tử lão đi. Mà nè. Dạ. Khanh đi kiểm điểm quân binh á. Dạ. Khanh nhớ đi lâu lâu một chút rồi hãy về nha. Dạ, lâu đi lâu lâu rồi về. Ừ, về chắc... sớm quá không có tốt. Về sớm quá không tốt. Phải. Về chắc già này đi kiếm chỗ nào cho nó vui vui chứ còn. Nếu mà được vậy thì càng tốt. Vậy ha. Thôi tôi biết mà. Tôi biết thái tử hết trơn lão rồi. Lão biết hết á. Thôi để dạ. Lão đi nha. Dạ, lão xin đa tạ. Biết thái tử rồi, lão đi. Thầy để ở chơi thôi. Ở dạ, chơi á. Dạ. Ở chơi chút về nha. Dạ. Đừng ở luôn nha. Nhà có con gái đừng ở luôn à. Dạ. Dạ. Bạch Phù Dung xin kính chào thái tử. Ta miễn lễ, khanh hãy bình thân. Xin đội ơn thái tử. Bạch Phù Dung. Dạ.
thái tử muốn dạy chi Bạch Phù Dung mà. Khi mà trước khi tới đây thì ta có cả trăm cả ngàn cả vạn đều muốn nói, nhưng mà từ khi gặp nàng rồi cái ta nhưng mà ta dạ sao ạ? Ta... thái tử bị bệnh hả? Để tôi vào trong lấy thuốc thái không, tử không, uống không. Nha. Ta không bị bệnh mà có, ta có bị bệnh chứ, bệnh nặng lắm á. Bệnh nặng bệnh, là bệnh gì vậy? Bệnh tương tư. Bệnh tương tư phải á? Bệnh tương tư là bệnh nặng lắm hả? Nặng lắm á. Nàng chắc nàng chưa nghe nói cái bệnh này đây đúng không? Dạ không, tôi không biết. Tôi ở trên non mới xuống đây, tôi chỉ nghe nói bệnh cảm, bệnh ho và tất cả các thứ bệnh, nhưng mà tôi chưa nghe sư mẫu giải cái bệnh tương tư bao giờ hết á. Chắc tại sư mẫu nàng không muốn cho nàng biết sớm để mà dạ sao mà gặp ta đó mà. Dạ thái tử vui tính quá à, đã bị bệnh mà còn vui tính nữa. Thái tử nói đi, bệnh tương tư có thuốc gì để trị, tôi sẽ nguyện đi tìm thuốc về để trị bệnh cho thái tử. Trời sâu đất thảm. Thái tử ơi, trời ơi, cái bệnh tương tư nữa nàng biết không, nếu mà 3 tháng mà không trị bệnh nữa thì ta sẽ chết lần một trong đau khổ vì cô đơn, rồi tóc sẽ trắng và sẽ nhăn nhẻo, tứ chi rụng rã eo xèo. Nàng ơi sao sao nữa, nếu lúc đó mà ta không qua khỏi được thì cắn bẩn cầm cha cũng hoàng, ta cũng hoàng, ta sẽ lo sợ. Cái bệnh gì thật là kỳ ghê, thái tử nói đi na, chị đừng nói thêm phương thuốc nào mới cứu chữa được na. Na trên khắp thế gian này chỉ có một người có thể cứu người cứu thoát đó. Người đó là người nào nàng biết không? Là ai vậy? Là một người cũng gần mà cũng xa lắm á. Cũng gần mà cũng xa lắm à. Nếu nàng không trị bệnh cho ta thì ta sẽ chết. Chết đó. Nàng cầm cái quạt này đi. Dạ. Dạ tôi làm sao nữa thái tử? Ta đã trao duyên muôn kiếp không xa lìa, xin giữ cho tất lòng suốt đời chẳng hoa phai. Ai kia thấu chẳng nổi niềm tâm tình này biết còn cùng ai. Đừng có chết. Chết thiệt á. Đừng có chết. Đừng có chết. Đừng có chết.
chết. Tâm chết. Chết làm sao tôi chữa bệnh Tường Tường? Coi kìa, cái mặt mắc cỡ đỏ ửng lên thế mà ghét à. Nàng ơi. Dạ. Nàng đồng ý trị bệnh Tương Tư chứ không phải không? Tôi không biết chữa được hay không, mà nghe thái tử bệnh, thái tử nói căn bệnh xong, bây giờ tôi run, tôi muốn bệnh luôn rồi. Thôi thì được rồi, nếu mà vậy thì để ta chữa bệnh lại cho nàng. Dạ không có được đâu. Thôi đi, cái bệnh này để từ từ tôi chữa. Chứ sao vậy tôi cũng hết bệnh à. Nhưng mà thái tử ơi, một lời hứa nên duyên dây ngộ, phận hoa hèn đâu dám trèo cao. Chưa nói chi những lời nói sáng hèn mà làm cho trái tim ta đau sầu tê tái. Nếu như ai kêu thật lòng thì bất phụ dung nàng, nàng sao sẽ trình giới phụ thân cho đôi ta được tận thế. Phụ dung ơi, đó là điều ta gặp mặt à, vừa mới thấy nàng ta đã yêu ngài, yêu đắm say, yêu trong giấc mơ đầu à. Thái tử thật lòng, ta thật lòng mà. Tôi đây nguyện chúc thủy nhân nương nhà, giặc thù còn sống mà lớn. Là thái tử đương cung, ta biết điều trọng trách. Chờ sao khi dẹp xong phán loạn ở nơi xa, ta sẽ cùng nàng kết nghĩa thương lan. Trời ơi, tôi chết rồi. Nhìn cái nắm tay tôi. Chết rồi, tôi chết luôn. Không có được đâu. Được dạ. Mà, ta nói là được mà. Cha đi xa lắm rồi, nàng có kêu càng cả tiếng cũng không có gặp được cha đâu. Tôi quên nữa, lúc hồi nãy cha tôi có dạy, thái tử dạy sao là phải nghe vậy. Bây giờ, không lẽ cha biểu thái tử nắm tay, mình không có chịu buông tay. Thái nếu tử, vậy thì dạ. Dặn sao nghe vậy phải không? Dạ. Để tay yên đó nha. Dạ. Nhưng mà nằm. Cái gì nữa vậy? Tôi. Sao vậy? Được nước cái lần tới rồi. Nhưng mà đang đến ngồi gây cấn mà. Tự nhiên cái hôn tay ta. Thôi thì có qua có lại, hôn lại đi. Hả? Cha tôi không có dạy chuyện này. Nhưng mà rồi cha nàng sẽ dạy. Ô mà nè, cái chuyện này đâu có ai dạy đâu, chỉ có hai đứa mình học qua học lại thôi hả? Trời đất ơi, thái tử này còn nhỏ mà quý dễ sợ luôn vậy đó. Nàng nhỏ hơn ta nha, sao nàng dám chửi ta là quỷ hả? Dạ không phải, tôi nói là giống như là người ta thường nói là con nít quỷ đó mà. Nếu ta mà là con nít quỷ thì nàng cũng sẽ là vợ của con nít quỷ. Thái tử Bạch Phù Dung, thái tử nhớ lời hứa phải ghi khắc nha. Ta chẳng ghi Thủy Dung muôn kiếp không hòa phai, tình này nhang đắm bên mái chuông đời. Tâm nguyện chung thủy chỉ xin cha nhớ quên ông mẹ. Khi đuối non thành bình ta hát khúc sông về. Mong lỡ
gánh trong lòng bao nỗi nhớ Quý
sơn à, lòng biết ơn. Chốt tóc. Còn em nè,
sao? Em cũng chưa chốn xe chuyện kể nhà người nói ta nghe gì nè tổng tướng ơi. Gì? Tiếp muốn tạo lửa hương cho ma cõi Xe ra. Tiếp chưa chồng. Sao? Chắc có lẽ tơ hồng chế xuôi. Hai đứa mình gặp mà mặt à. Kể nhà người nói ta y. Nói nghe nè. Chuyện gì? Tiếp nhìn nhìn chàng ao não chàng rung trời bay chơi. Trời trời. Mơ tóc tơ xe tình à. Mới thấy tấm cha lòng giận kệ ta nè. Hồi nãy giờ nhà ngươi hỏi tên của ta nhưng mà ta chưa biết tên của nhà ngươi. Nơi chúng phiên trào tôi là công chúa đó. Công chúa? Phải. Công chúa bổn có tên hả? Khi nào á mà đánh thắng được tôi đi rồi tôi nói tên cho biết. À, đánh thắng rồi biết tên được rồi. Vậy thì hôm nay giữa sa trường ta với nhà ngươi cùng giao đấu để phân tài ai cao ai thấp. Khoan đã. Sao khoan? Trời ơi, hồi nãy giờ tôi tỏ tình, tôi nói muốn khô cổ họng luôn vậy đó, mà không chịu cứ đòi đánh hoài vậy á hả? Trời ơi, cái chuyện nói khô cổ họng là tại nhà ngươi muốn tỏ tình chứ ta đâu có muốn tỏ tình đâu. Nhà ngươi bắt ta phải yêu thương nhà ngươi. Còn cái chuyện nhà ngươi khô cổ họng là chuyện của nhà ngươi, hỏi ta làm chi? Nè, bây giờ chàng nhất quyết đòi đánh phải không? Phải. Được, vậy thì chồng với thiếp thử tài. Hả? Xí con này nha. Chồng với thiếp, ai chồng ai thiếp? Thì đó chồng, đây vợ nè. Nè, ta nhà ngươi chưa kết tình bao giờ mà lại sao mà chồng vợ hả? Nói chuyện cho đàng hoàng nha, con gái chứ gì đâu. Chưa kết tình, sau này cũng sẽ kết tình. Sau này, chuyện sau này hãy tính. Vậy chàng có dám đánh cược với thiếp không? Trời ơi, đánh cược chuyện nhỏ. Cược được, muốn đánh cược sao? Ta cho nhà ngươi nói trước luôn á. Thì thiếp thắng chàng, đó chồng đây vợ, được không? Bởi vậy lúc nào cũng phải chồng vợ. Bởi vậy nói ta đi nay đi ngày, ta không coi ngày mà gặp phải nỗi nhỏ này đúng là nhỏ móng chuồng mà. Cái gì? Cái gì vậy? Ta đâu có nói gì đâu. Ta đâu có nói, ta nó gặp phải nhỏ phiên quan về phiên bang lên, nó muốn đánh ta cho. Muốn gì? Đánh ta chứ đâu có nói gì đâu. Rồi sợ sao? Rồi sao? Nhà ngươi đánh thắng ta thì ta làm chồng nhà ngươi. Phải. Mà nếu ta thắng nhà ngươi, nhà nếu ngươi mà sao? Chàng thắng thiếp thì thiếp vợ đó chồng. Trời ơi trời, nhỏ này đúng là
đàn bạn gái ăn nói thì sao ngược ngọng ha, sao nó cũng có lợi á, tự nhiên nó thắng ta, ta làm chồng nó, ta thắng nó làm chồng, nó làm vợ ta, vậy là quầy vốn rồi. Trời trời, chính gì kỳ cháy hả? Nếu mà ta thắng nhà ngươi sẽ làm nữ tỳ cho ta. Hả? Nữ tỳ? Chứ còn gì nữa, tưới ngựa làm nữ tỳ là đẹp nhất rồi, còn muốn gì nữa? Ờ, nhưng mà có chắc thắng được tôi không? Trời mà bắt tôi làm nữ tỳ vậy ta? Tự nhiên nói một câu nghe là lãng nhách không? Ta là trai giàu sao cũng may hơn nữ nhi, nhà ngươi có thể thắng được ta hay sao mà phách lối? Thôi, nói nhiều, hãy cùng nhau giao chiến để phân tài cao thấp. Chồng với thiếp thử tài nhau và chấp. Nào chồng thiếp nữa, nhỏ này nó phải chồng vợ lắm mà. Được, mời. Chà. Ha. Cẩn thận nha. Đao kiếm vô tình đó nha. Đại đa. Không có chơi dựa nha. Dựa gì? Này là tao tấn chứ chơi dựa gì. Ê ê ê ê ê ê ê. Hả? Ê đừng ngã nha, ngã tao đỡ không kịp nha, chân tao này yếu lắm á nha. Hey. Yeah. Hey. Đổ nè. Đổ nè. Yeah. Yeah. Nè. Yeah. Nè. Nè. Bắt giọng đi. Vui không? Trời, quýnh quy đi lại, hồi nó cũng dựa ta nữa trời. Bọn trẻ nhỏ này nó phải dựa tôi lắm nè. Sao, thua chưa? Ôi trời, mới dựa rồi thua. Nè, giáo ta chưa có rớt nha. Chân của ta chưa có ngã quỵ ra mấy chuyện rớt và chuyện thua. Chưa thua không? Yeah. Trời ơi, nhỏ này đá dữ vậy ta. Trời ơi, con gái mà nhỏ này gái đá cái nào đáng cái đó vậy trời. Ai à? Nè, khoan nè, này. Ta nói nhà ngươi nha. Nãy giờ ta nói ra chiến trường giao chiến nhau, chân của ta là phải ghế để cho nhà ngươi ngồi vậy hả? Thì nãy giờ đánh nhau dài chập mệt quá, ngồi nghỉ mệt chút xíu à. Quýnh quá mệt, chân mình làm cho là cái ghế nghỉ mệt vậy trời. Bây giờ trời. Muốn đánh nữa không? Trời, đánh xong đánh nè, đánh nữa phải không? Phải. Chà. Trời ơi, nè coi chừng lé nha. Trời ơi, cây giáo này nó bự nè, mày đâm tôi cái là thành hiếu cảnh luôn á. Trời ơi. Trời. Hết mệt rồi. Trời ơi trời. Một cái như là trời giáng vậy trời. Trời. Hùng một cái khỏe liền. Đáng lẽ ta lé rồi, nhưng mà ta nhớ ta hiếu cảnh ta không dám. Nè. Nè nữ tướng phiên bang kia. Có ta. Tại sao đánh là thương giáo nhà ngươi không đánh? Nhà ngươi lại đánh võ miệng vậy hả? Mệt quá, võ tay mệt quá, đánh võ miệng hết mệt. Trời ơi, ta là dù sao là chưa có vợ, vậy mà nhà ngươi dám. Mi ta. Sao thua chưa? Thua hả? Được rồi, hôm nay ta nhất định ta sẽ quýnh cho nhà ngươi nè. Quýnh cho nhà ngươi tan mát phân nè. Quýnh cho nhà ngươi lỡ ngôi son nè. Quýnh cho nhà ngươi manh giáp không còn nè. Trời, quần áo nhà ngươi te tua tơi tả. Nè, nhất định rồi. Cái gì dính quýnh giả mang tàn bạo dữ vậy? Ta không quýnh thôi, tao quýnh tàn bạo vậy đó. Được, quýnh tàn bạo hả? Tao quýnh cho nhà ngươi te tua tơi tả. Trời ơi, te tua tơi tả ghê vậy. Hơi giỡn nhà ngươi thôi, ta là trai làm sao mà te tua tơi tả. Được, mời. Dạ. Yeah. Đó nè. Đào kiếm vô tình nha, đập có chỗ nha. À, dám giật giáo hả? Giật giáo, tao cho chết nè.
ta phải đỡ dò cho thôi này, đâm nhanh nhà đưa đâm ta lòi ruột sao? Sao? Đao kiếm vô tình mà người đẹp. Hồi nãy khinh thường nhi nữ má hồng. Nè, tài của thiếp gấp mấy lần tài của chàng à nha. Ta sơ ý bị nàng bắt được, đứng anh hùng dạng tử hạ tư, chết dinh hơn sống hổ ngươi. Bắt được ta giết đi, chứ đừng nhiều lời vô ích. À, chàng vẫn còn cứng cổ, thiếp nói mãi mà chẳng chịu nghe. Được, thiếp ra tay hạ sát. Giết đi. Ta đang nhắm mắt cho nhà ngươi giết nè, muốn đâm chỗ nào đâm. Ê, nói trái tim nha, đừng đâm ngay tim nha. Đang coi chỗ nào đâm dễ lũng. Nè nè, đâm đâm chứ đừng vuốt nha, vuốt nhột. Nói, nói nghe nè. Nói cái gì? Người đẹp trai mà, giết uổng quá à. Trời ơi, đẹp trai giết uổng. Giết thì giết có gì đâu uổng. Nghe thiếp nói nè. Nói gì? Công tử, gì liếc ta rồi? Liếc ta ngoài à? Quay về nói nghe nè. Nè ra. Nghe tiếp buông tôi lời chân thành, đầy cảm tình với ai? Cảm tình với ta. Sao mà bắt ổng thề chứ tự nhiên mình mắc ho vậy trời? Thì bởi vậy ông trời ông phạt đó, khoái yêu lắm. Nói nghe nè. Nói đi, nói không có rờ, nói. Thề một lòng của em chẳng phải tâm đâu. Sao? Thề hả? Trời ơi, nè ta nói cho nàng biết, ta từ nhỏ tới lớn theo cha đi lo chinh chiến khắp nơi. Cái chuyện mà thề thốt, ta chưa thề thốt bao giờ. Ta biết có trời sao đâu ơi, mà ta thề thốt với nàng. Thề có một câu thề mà lợi muốn chết luôn á, mà không chịu thề. Nè, chàng coi nè, chàng thề có một cái hà, mà thiếp tin dạ đó. Thiếp về á, thiếp tâu với vua cha nè. Tâu vua cha. Dân hàng thơ hàng biểu, dương cho chàng đấy. Em về Tống Quốc lập công. Vậy hả? Chàng có 3-4 cái lợi lận á. 3-4 cái lợi lận á. Đúng rồi à. Nếu mà chàng không chịu thề á, không chịu cùng thiếp nước nghĩa ta sinh, thiếp giết chàng tại chỗ luôn á. Ồ, vậy hả? Lúc đó đó, nè, thù nước nè, thù nhà nè, chàng chưa vợ chưa con nữa. Chưa vợ chưa con. Không có trung nè, còn chưa có thiếu nữa. Chết linh lắm. Không có người nói giỏi tông đường, thấy không? Ôi, còn rồi. Nếu mà chàng thề mà thiếp cảm thấy tin dạ đó, dạ hả? Thiếp sẽ dẫn chàng về phiên quốc, thưa cùng với phiên vương, rồi sẽ dâng hàng thơ hàng biểu. Lúc đó chàng trọn trung trọn hiếu cùng vua, trọn hiếu cùng cha, chàng không thấy lợi sao? Đúng rồi, vậy phải ta phải để ta suy nghĩ coi, ta thề lựa cái câu thề nào mà độc nhất để cho nàng vừa lòng vừa dạ, đúng không? Mà đó giờ ta chưa có thề, nhưng mà ta mà mở miệng ra ta thề độc lắm. Để ta suy nghĩ coi câu nào mà độc nhất ta. Trời ơi. À, bỏ rồi. Nghe ta thề nè. Dạ, nghiêm trang đàng hoàng, con bạch. Nè, thề đàng hoàng nha, bà ở đây linh lắm á. Biết rồi, đang dập thằng bà nào thấy không? Thề bậy bà bẻ hỏng ráng chịu á. Biết cho bộ. Dạ, con là Bạch Vân Thanh. Ủa, thề sao mà bà gặm rồi đó thấy chưa? Anh Âm Thanh này anh ghét mình nè. Mình nói cái anh kê hú cái vậy đó. Dạ, con là Bạch Vân Thanh, cùng với công chúa Phiên An kết nghĩa châu Trần.
Nếu một mai ai mà có phụ rẫy thâm tình. Dạ. Câu cuối này đọc lắm. Dạ. Thì cho trời đánh. Trời ơi, trời đánh đừng có tan xác nha. Câu này nghiêm trang. Tan xác ghê lắm á. Trời đánh hết dòng họ dở. Hả? Trời ơi. Câu này đọc ghê không? Dạ bà ơi, bà xí xóa đi. Sao con vậy? Không có thích câu này đâu. Sao không thích câu này? Câu này không có viết hàng thơ đâu nha. Trời ơi trời, câu này độc lắm ta. Trời ơi, đâu ai ở đây đâu ai dám thề câu đó đâu, mình ta dám thề đúng không? Đúng không? Không cười ghê không? Đâu đâu không ai dám thề đó. Trời ơi. Mình ta dám thề à. Sao bà cười? Thề câu đó con không chịu đâu. Tự nhiên à, trời đánh chết hết dòng họ vợ. Trời sao ơi, được? Tên là canh quay phim giờ mình còn cười nè, thấy không? Không. Anh chịu câu đó không? Anh chịu. Không. Giờ sao? Không chịu. Không chịu hả? Trời ơi, bởi vậy câu này độc quá mà không chịu, biết con nào nữa ta? Này. Đó, chịu rồi, chịu rồi, vậy thôi chịu rồi, vậy được rồi, có người chịu rồi. Đâu có chịu đâu, không chịu. Có chịu, không chịu hả? Không chịu nói cũng rõ nữa. Thôi lại thề lại. Dạ, con là Bạch Vinh Thanh, cùng công chúa phiên bang kết nghĩa thâm tình. Nếu mai sau mà ai mà có phụ rẫy thâm ân á, dạ, thì cho... Cho sao? Bạch Vinh Thanh! Chết! Chết sao? Ra xa trường! Không toàn thay. Bạch Vinh Thanh, trời ơi, độc quá à. Trời ơi, ta thề câu này tao muốn xỉu luôn vậy trời. Trời ơi trời, nay ta ghen lắm, tao mới dám thề câu này. Bạch Vinh Thanh, ta thề cái tao đứng không vững luôn, thấy không? Bởi vậy lựa câu thề mày đọc dữ vậy trời. Nghe lời đó tâm hồn sao xuyên. Nay chung tình muốn thơ chẳng lìa. Công chúa phiên bang ơi, chắc có lẽ do ông ta gieo xe chị thăm, cho nên ta cùng nàng tao ngộ giữa nơi.
đào pha. Mình là do trời sắp đặt, chúng ta thề mãi mãi bên nhau như sợi chỉ hồng theo xe tơ nguyệt lào, chọn kia bên ai mãi mãi không xa lìa. Dương tình hẹn ngày đưa thì suốt đời sẽ không bao giờ quên lạc. Đứng giữa đất trời có lời thề minh chứng, bạch chân thanh trọn đời yêu mãi công chúa biển vàng. Công chúa, bây giờ sao hả công chúa? Bây giờ chàng hãy theo em về phiên quốc. Về phiên quốc? Phải, chỉ một thời gian. Đúng rồi. Em sẽ tâu cùng với vương phụ. Đúng rồi. Thảo thơ hàng cho chàng đem về tống quốc. Nhanh lên công chúa phiên bang, thời giờ đã sắp hết rồi. Nhanh lên công chúa. Mời. Mời công chúa. Thank you.
thành giàu thân, không lạnh tinh hồn sức cần. Ai càng giao tin cái miệng cho thầu, lâu này giờ lâu giờ chờ. Giang Thanh bị bắt giữa Trường Sa, thần cấp lai phi báo. Bị bắt à, quân sĩ? Nghe lời ta chỉ dạy, đem anh Hùng ra trương ra đường, quả cố an dục tử. Cấp báo, cấp báo. Điều chi? Hữu chiếu chỉ Triều Ca rằng Bạch Giang Thanh chinh tạc hòa tạc hả? Nên Thánh Hoàng hạ chỉ triệu nguyên soái Bạch An Công về triều thọ tội. Vậy à? Ai nghe tái ngữ do Hà Tiểu Đĩ hồi tô. Được rồi, trừ tương giữ lại quan, bách thù chung ở chung ai đâu. Ta mau kiếm phản hồi trà nội. Ôi dạ. Kìa con, xin cha hãy dừng chân. Thà nghe trẻ nơi trầu ta bảo rằng anh có quà giặc biên trào. Trên Tấn Hoàng hạ lệnh ngãi quan cha về chiều thọ tội. Cho nên cha trở về trao nội để hỏi rõ sự tình. Cho Hà có thông tin rằng cha đây đầu giặc. Dạ, dạ thưa cha, con xin cha bình tâm suy xét lại. Sao? Dạ chớ nóng giận. Nếu như đi trở lại Trầu Ca thì phải chăng đây là mưa của kẻ gian thần muốn hãm hại Trung Khang? Con xin cha, cha hãy bình tâm và hãy bảo an long thể. Con, bổn phận làm tôi chúa sai nào dám cãi. Dù cho cha trở lại Trầu Ca, dẫu có bác đền ơn nghĩa cả, bách phu dung con ấy nghe lời. Dạ. Ở ra lại ải đồng mà quan. Nhưng còn cha, cha dùng mã bao mà hành về nơi chốn kinh thành để yên ngất hoàng ân. Dạ thưa cha, con lo trong lòng chẳng an tâm. Khi cha về cùng yeah.
anh cùng ở lại. Dạ thưa cha. Sao? Con ở lại đồng quá, nhị sinh cho trẻ ta từ ba chung. Ta từ ba chung chúng tôi tiễn cha về châu kinh thành được, cha bằng lòng. Xin đổi ơn cha. Dạ thưa cha. Thế nào? Ơn dưỡng dục ngàn năm đầu đội, nay con ngờ chưa trả trò hiếu ân. Nay bước ra đi, thân phụ về chốn cung sơn, lòng con trẻ tâm cam như tơ rối. Được để cha dùng. Không à, đâu à, con à, quý sinh ta trên cha hiền hà nhắm mà trời bình tĩnh. Con cầu chúc cha chiến thắng trở về, đỡ tội cho anh con và mong thánh hoàng thông hiểu. Thank you.
kỹ nam sang, cầu quốc dư đường thọ. Thanh Hải đứng lên. Đội ơn bệ hạ. Bạch An Công, hãy nghe ta hỏi. Dạ. Chuyện kinh tặc và tặc như thế nào, hãy nói cho ta đây được rõ. Hãy tu bệ hạ sang ở trường giao tranh cùng mà biên bức, con kẻ hạ thần xa cơ thân bên. Bị lũ miền bàn sánh cập nội biên quốc, chẳng ai ở nơi kim triều, ai khải tốn bằng thằng kinh tặc. Chúa châu triều đô quân thiên mã bao dày, đặng con hóa thanh thần kinh tặc hòa bằng tây liệu. Chuyện này đầu cuối tha sao, khải tu trên lĩnh minh hoàng cho kẻ hạ thần có lời dưới đây. Được, mời tiểu tướng quan. Chào ông nguyên soái. Chào ông. Như tụi đây ông hoàng ân sông ư, đem binh dẹp phiên trào. Ông lại khải công hoàng gia đồng kinh tập và đặt dấu màu khá phân hoa như được đó. Ông nói mã quân vừa về phi báo, Bạch công tử ra trốn bãi xa trường, cùng công chúa phiên bang kết nghĩa trăm năm, đó không gọi là chính tặc hòa tặc hay sao vậy ông nguyên soái? Thì một lũ gian thần nào nổi, mày muốn hại tôi chung. Được, trước sau lập có tội, liều mình giữa tàu ta, kiên ra tay. Đồng hạ, bệ hạ ơi, cứu thần bệ hạ ơi. Dám xúc phạm đến quân nhân, người có biết không tội ấy như thế nào? Phạm Long Gia tội ư sự trạm. Được, điền đao võ dẫn Bạch Đăng Công ra pháp trường xử trạm. Dạ khoan, muốn tâu bệ hạ. Điều chi thừa tướng? Tội của Bạch An Công phạm giá ngài, tội có thể tru di cửu tộc. Xin bệ hạ, dầu sao ông ta cũng là nguyên nhung nơi chốn chào đàn, xin bệ hạ hãy giam người vào tận nơi chốn đề lao, chờ chốc đã Bạch Đan Thanh công tử rồi ta chém luôn một lượt. Được, lời khách tâu chiếc phải. Quân dẫn Bạch Đan Công giam vào một tôi. Tội ơn hoàng ân tha cho mọi tử. Giữa chốn điện Kim Loan, các khanh không còn gì để tấu. Tướng vô sự phải triều. Thánh hoàng giảng.